Cảnh báo nha. Trong trường hợp mà bạn chưa biết cái này là cái gì ấy, thì game này nó sẽ là một game kinh dị, ok? Nói như vậy thì nó có một số thứ có thể làm cho người chơi cũng giống như người xem sẽ cảm thấy ị ra quần. Đó là ít nhất là những gì mà nó sẽ xảy ra là như vậy. Nếu như mà mình tải game này và nghĩ rằng là mình là một người có giáo dục tốt cho bọn trẻ hay là cái gì, à lộn, nếu mà nghĩ game này dành để giáo dục các bọn trẻ hay là cái gì đó thì đừng có để cho bọn trẻ chơi trò này. Trừ khi mà tất nhiên là nếu mà bọn trẻ nó thích chơi game kinh dị, ok, bạn đã được cảnh báo, ok. Welcome to Bali's Basics in Education and Learning. That's me. Chào mừng đến với lớp học của Buddy. Vâng, đó là tôi. 2018 này chứ. Oh my god. Oh, hello. Welcome to my school. Chào mừng đến trường của tôi. Ok. Lượm 7 cuốn sách và sau đó đi ra khỏi trường đúng không? Là mình sẽ thắng em. Chuyện nhỏ. Nguyên tắc của trường học. Bạn hãy tuân theo nguyên tắc của trường học, không được chạy, không được đi vào cơ sở vật chất, không được bắt nạt, không được uống nước, không được trốn thoát một cách cố ý, không được đập bể tường. Ok. Đấy, chưa gì vào được cuốn rồi nè. Trời. Now it's time for everybody's favorite 2 cộng 8 bằng 10. Great job. 6 cộng 2 bằng 8. That's right. 2 trừ 4 bằng trừ 2. Problem 3. Great wow. Job. That's right. 1 trên 7. You did great. Come mình làm việc tốt lắm. Lại đây nhận phần thưởng kìa. Quarter. À, một đồng xu. Just click on it with the left mouse button to pick it up. I can't 5 cộng 6 bằng 1. Good one. Problem 3. Times equals không. Chết mẹ, nó lại cầm roi ra. Nó cầm roi ra rồi. Giống cái đợt đi vào rừng ấy. Đi con mực. Thấy nó đập. À. Chết mỏi rồi. I see you don't bạn đã bị định detention, có nghĩa là phạt 15 giây. Ồ. Con bích kia nó cầm roi nó vồ vồ ngoài kìa. À. Em xin lỗi. Gì? The fuck? Cục gì đấy? Hey, đúng rồi, luật của trường đâu cho chạy đâu. Thôi. Không có nút ngồi để núp nhỉ. Thì mẹ tí nó vào đây mình lùa. Rồi 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 rồi, qua đây qua đây. Qua đây, qua đây. Ai vậy? Thằng nào vậy? Kéo làm cái đé vậy đây? Lượm đại đi. 5 cộng 6, 11. 8 trừ 6 bằng 2. Chết con mực bằng 0 luôn đi. Tôi nghe tiếng bạn mở cửa. I wanna play with someone. Hello. I wanna play with someone. I wanna play with someone. Play. No. Ít có một cái dây nữa. Để kéo đối phó với con nhà dây thì sao không nói? Ờ nhè. Này có cái kéo mình không cắt mẹ dây của nó đi cho nó khỏi chơi. Oh shit. Thôi không có chơi nhà dây đâu, địt con mực. Cùng chơi. Rồi chờ này vào đây mình thấy mở rồi.
Gì đây? Kẹo. Ăn vào lên thể lực. Chỉ có thể là vậy. No entering school faculty, only rooms in the halls. Ý, con mực nó bảo là đừng có vào phòng của mấy cái cán bộ công nhân viên chức gì đó. 15 seconds. Detention for you. À. You should know better. Ok, ok, em xin lỗi. Phạt mình 15 giây, phạt mình 15 giây. Vì cái tội đi lung tung. Ok, ok, thank you thầy. Không được chạy, 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 không được chạy. Rồi chạy, 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 chạy. Một, hai, ba, năm, ai đây? Cái gì vậy? Hello? What the fuck? Hello? Cái gì đây? Cái gì vậy? Chìa khóa gì đây? I have lost you. I don't like that. What the fuck? I see you. Friend. Uống nước, uống nước mà. I am coming for the door. Here I come. Oh. Có sách nào đây không? Không có. Mình no running in the halls. Oh. No running in the hall. No. Fuck you thầy hiệu trưởng. I have lost you. I don't like 30 seconds. 30 giây hả? Okay. Attention for you. You should know better. Fuck this game, okay? Đây là một thằng. Nó ăn mất gãy của mình rồi. Hết thể lực rồi. Đi con mực. Gì đây? Khóa. Fuck. Năm cộng một bằng sáu, bốn trừ hai bằng hai, rồi sọc chết. Chết chắc rồi. Mình tự nhiên đi vào đây làm gì không biết. Looks like it's sweeping time. Hey! Ủa, sao thanh thể lực cũng tụt? À, tụt rồi kìa. Mua nước uống, mua nước uống, mua nước uống. Nước. Chết mẹ, lờ vứt nước bên kia rồi. Hay lắm. Cảm ơn thầy đã bắt em. Yeah, yeah. Ê? Mình vừa dùng cái gì vào cái cửa ấy. Hình như thằng kia không bắt được mình, thằng kia không vào được đâu. Không vào được đâu, mình vừa làm gì cái cửa. Khóa cửa. Khóa cửa. What the fuck? No running in the halls. Oh, thank you thầy, thầy cứu mạng em đó. Thầy cứu mạng em. Ừ, em biết. When will you learn? Rồi, khóa cửa rồi đó. Mấy con bích. Hello, chào thầy. Em dạo này sống rất là tốt. Rất chấp hành kỷ luật nội quy các kiểu vân là điều. Kẹo, 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 kẹo. Gì? Chạy ở đây em đấm trong này không? Tát chết mẹ bây giờ, trong này đâu phải là ho. 30 giây, what the fuck? When will you learn? May quá, mày bắn nước này. Một, hai,
always local for show.